Hello quý vị và quý bạn. Video hôm nay Tí Mì sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị và quý bạn là hàng 525 đã về. Về đêm qua thì hôm nay là bóc ra để kiểm tra xem có bị móp méo chỉ trước gì không, có vận chuyển gì không. Thì đây là những cái đôi loa MRX525 đã về. Đây, hôm trước Tí Mì đã bảo là có 5 đôi. Thì 5 đôi hôm nay đã về các bác nhé. Đây là. Đây là một chiếc này, hai chiếc này, ba chiếc này, bốn chiếc này, năm chiếc này, sáu chiếc này, bảy chiếc này, tám chiếc này, chín chiếc này, và một chiếc đây là 10 nha, năm đôi nha. Đấy. Hàng về bao nhiêu thì mình báo luôn. Đấy, là có 5 đôi loa của JBL 525. Các bác mà có nhu cầu sử dụng thì liên hệ sớm với Tí Mì. Đấy, và 725 mà thông báo các bác là em đã bán 8 cặp rồi nhá, bán buôn 8 cặp rồi. 725 này là 8 cặp đã chốt cho khách buôn rồi, còn mấy cặp thôi. Bác nào có sử dụng thì liên hệ sớm với Tiến BB, hay anh em nào lấy buôn thì liên hệ sớm với Tiến BB. 8 cặp đã ra đi rồi nha, chắc mai hoặc ngày kia là họ sẽ đến đánh xe thông bốc thôi. Đó, còn hôm nay là 5 cặp mà 525 vừa về xong, vừa về xong thì vừa về tối hôm qua đấy, thì bây mới bóc ra để kiểm tra các bác nhá. Đây này, bây bóc ra kiểm tra này. Đấy, đây bác có kiểm tra đó. Bác nào có nhu cầu sử dụng loa JBL 525 thì liên hệ sớm với Tiến BB. Đó, có một vài cặp thôi chứ không có nhiều nữa đâu. Đây, bản đó. Loa mới thì mình không phải tả đẹp nữa. Mướt mượt mượt. Tổng hiện tại bây giờ là có 6 đôi nha bác nha. Có 6 đôi thôi. Đấy, bác nào mua thì nhanh tay điện sớm cho Tiến BB. JBL 525 có 6 cặp, giá công khai các bác luôn là 45 triệu một cặp các bác nhé. 45 triệu một cặp, cho nên các bác cũng yên tâm. Đó, hàng Tiến BB tiếp tục về nhé. Và nữa còn về nhiều nữa. Và nữa còn về mấy chục đôi loa mới nữa, đủ các mã luôn. Thông báo là 725 em bán mất 8 cặp rồi nhá. Bán mất 8 cặp rồi. Đấy, đặc biệt là các bác mua phải liên hệ sớm chứ không thì hết, tại vì hàng mới này nó hàng tồn kho thì nó cũng không có nhiều. Một vài chục đôi thôi. Hết là hết chứ không có nữa. Đấy. Và đó thành quá rẻ luôn. Các bác mà đi mua mới những cái cặp này thì tầm độ 150 160 triệu. 150 đến 160 triệu một cặp. 8 cặp anh ta đi rồi. Và nữa là hết tổng nhà thôi. Không phải hàng mới lại tiếp tục về các bác nhá. Còn đây là hàng vừa về tối ngoài chưa kiểm tra. Đây thì mình đang bóc ra để kiểm tra. Đấy, 525, 2 bát 40 leo và 1 xếp leo. Các bác mà dùng đi sự kiện này hay là phòng trà, đấy là những này là cực kỳ hay. Giá thành hợp lý, 45 triệu một cặp. Đây bác nha, Made in Mexico. Đấy, cái mã 29877. Nó trùng hết cả cái vỏ hộp rồi bác. Tức là mỗi một cái loa nó trùng cái chỗ CD ở vỏ thùng và loa luôn. Còn phía mình không để ý là nó có trùng CD liền kề hay không thì cũng không để ý lắm. Cực kỳ xịn sò, cực kỳ đẹp. Năm cặp và một cặp trước nữa là 6 cặp, giá 45 triệu một cặp. Anh em thợ mua buôn thì liên hệ sớm với Tiến BB theo số điện thoại 0948 388 448. Xin nhắc là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tàng Vĩnh Tường Vĩnh Phúc nhé, Thổ Tàng Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Đó, 725 thì là hình như là còn cũng còn mấy đôi đấy, còn 7 đôi 6 đôi không hết đôi đấy, thì các bác mua nhanh tay nhá, cùng thì cũng hết rồi. Vâng, video của Tiến BB cũng làm đến đây thôi, làm nhanh thôi để còn bóc ra kiểm tra loa. Đấy, không bao giờ mới cho ra trong nhà trong ống kho. Đó, cực kỳ xịn sò.
Đây các bác này, hàng báo là có hàng gì về là phải chuẩn 100% là cho có hàng về cho các bác luôn. Đấy. 5 cặp hôm trước thì tao nói là hôm nay đã về này. Đấy. Hàng phải có hàng thì mới nói được các bác, không có không dám nói đúng không ạ? GB nhà em thì rất nhiều luôn. Hàng bãi thì chỉ còn một vài cặp này thôi. Còn đa số là hàng mới hết các bác nha. Đây này. Còn GB là GB thôi. Hàng mới trong hộp hết. Mà 8 đôi là đi rồi, chắc nghĩ có. Đấy. Đây là còn những đôi súp đơn 50 này. Đấy, mấy đôi này thôi. Đấy, đây, về đây nhà em đây. Một hàm nữa thì họ xuống bốc đi là cũng là hết. Đây. Sướng chưa ạ? Hàng vãi thì em còn một vài đôi thôi. Chục đôi quay lại này. Đó. Riêng VB này em bao giá rẻ nhất tỉnh Phúc luôn. Các bác mà cứ đi mua là cứ liên hệ sớm đi kiếm VB. Chỗ nào rẻ tiến đi rẻ hơn, khẳng định các bác luôn. Đó. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nếu mà thấy video hay nhớ cho tiếng VB một like ủng hộ cho tiếng VB các bác nhé. Đó, ấn đăng ký kênh, ấn chuông để được nhận những video tiếp theo của tiếng VB. Và 45 triệu một cặp 525, 45 triệu xin lỗi các bác nhé, 45 triệu một cặp 525, 45 triệu. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và các bạn.